phải cho gà ăn cái cây gia vị này. Một cây gia vị có thể trị ho, sát khuẩn đường họng, long đờ. Rau nè, ăn rất là tuyệt vời luôn. Này rau này hiếm mọi người, nó chỉ phát triển vào mùa hè với mùa thu thôi. Đó, chứ bây giờ còn có mớ à, cho gà, mấy con gà mái ăn nè. Nó ăn kìa, lâu lâu nó ăn lần mà nó ăn gì. Sợ, sợ mà sợ thấy cái gì là lạ vô đó, sợ. Chứ ăn rồi mà còn sợ nữa. Gà trống nó kêu túp 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 mà gà mái đứng nhìn. Ăn vậy lâu con gà nó có đặc điểm gì đó mà người mà cho nó ăn thường xuyên á, nó quen nó ăn. Nào mà 5-7 tháng mà cho là nó ăn lần rồi nó không ăn, lạ quá mới nó không ăn. 1-2 bữa nó cũng không ăn, nó mổ vậy, mổ một chút rồi nó mới biết nó mới ăn. Công dụng của cây này rất là tuyệt vời. Mà biết cái đó cái gì không? Nãy giờ mình chỉ đó là cây rau tần dài lá nha, còn gọi là rau phúng chanh đó. Rau bỏ canh chua đó, nấu canh chua đó. miền Nam á, đặc biệt miền Tây là nấu canh chua với cá đó, cá lóc, cá chê, cá rô, nói chung lương đồ nấu canh chua đều bỏ cái rau này. Nó là một loại gia vị cần thiết luôn. Và nó cần thiết trên người, nó cũng cần thiết gà đó. Cần thiết trên gà thì giúp con gà mà không đờm. Cái gì đờm là con gà nó thường xuyên bị dính đờm luôn. Đờm là nói chung xảy ra nhậu hết cái bộ bệnh trên gà rồi, cho nó ăn phòng phòng vậy khó cho nó ăn. Mình cũng có ít rồi, có cái vài bụi đó, đó nó ăn vậy đó người, nó ăn nhơi. Cho nên mọi người tập từ nhỏ tới lớn, có cái gì mình cũng tập nha, mình cái gì mình cũng thấy vô cho. Mà lâu lâu cái này ít mà, ít có nên lâu lâu mới cho nó ăn, ví dụ như 2-3 ngày á, nghỉ rồi cho nó ăn cỡ nó nấm vậy đó. Đây còn khoảng 30 con gà mái không rồi, gà mái già ở nhà ăn rồi, nhà ăn cũng Đại Lan, Đại Lan cho nó ăn, ăn vậy chứ phòng rất tốt rồi, vừa giúp cho con gà cái lông con quy sơ luôn rồi, cái rau xanh mà, rồi giúp cho con gà cái không bị đờm cái cổ, tan đờm, bỏ đờm, loại đờm ra khỏi đó. Đồng thời con gà bự này nè, con gà mái này thường nó bị hô hấp là nhiều rồi. Hấp để nó ăn cái này nó giúp cho con gà sát khuẩn đường miệng, sát khuẩn đường họng luôn, cực kỳ hay. Tại vì trong cái loại rau tần húng chanh này nè, tần dải lá này nè, nó có một cái loại tinh dầu sát khuẩn đường họng. Mọi người nào hửi rất là mùi, có mùi cái tinh dầu sát khuẩn cho gà rất là tốt. Mọi người cho ăn 2-3 ngày là ăn rồi, có ai mà trồng được nhiều thì cho nó ăn từng, cho nó ăn lần, từng cho ăn lần ok. Khi mà con gà bị ho, mọi người bị ho, bị cảm lạnh cảm nhẹ được đó, mọi người hái mọi người cho nó ăn, mùi dầm mùi đâm với nước, bỏ một chút muối hột vô mà nhét vô con gà nào bị nặng hết trơn rồi, 1-2 lá vậy nhét vô con gà, 1-2 lá nhét vô con gà, nó ăn được thì bầm không cho nó uống, mọi người xây ra cho nó ăn là tuyệt luôn đó. Cho nên có này đừng có bỏ, to nè, sát khuẩn nè, rồi bỏ đơm công vụng tuyệt vời của cái loại cây này, nên mà tận dụng nha. Tận dụng là cái này là ít rất nhiều cho gà, gà nó cũng ăn rất nhiều mà thích lắm. Mà lâu lâu mọi người bỏ vô là gì đó, giống bạn mình không bỏ vô mà nó gấp rồi người không nó gấp nguyên cái lá là nó ăn luôn. Mấy con kia đứng nhìn, mấy con ăn, mấy con đứng nhìn lâu quá mới ăn lại nè, cho nó vậy chứ không nhơi. Đủ rau nó ăn vậy chứ, gà mà mọi người nó ăn chiên rau mà. Vậy rau mới cho hồi sáng
giờ mình cho nữa nó cũng nhơi chứ không phải là gì. Cái đầu cũng cứng đó, mình cho nó ăn ăn nữa. Mình cho nó ăn thêm cái này, nói chung là có cái rau gì là mình hái đó, ngày nào cũng hái vậy. Hết rau này tới rau kia, hết kia tới rau nọ, trái cây mít cho mình cho nó ăn. Rồi thấy gà trống ăn không? Ăn dữ lắm. Cho nên mọi người cứ cho nó ăn nha, thoải mái cho nó ăn. Tốt, ăn với mọi người tuyệt vời luôn. Phòng trị bệnh nha. Con gà nó ăn cái này nó khắc là phòng trị bệnh nha. Phòng trị bệnh ho nè, phòng trị bệnh đường hô hấp nè, sắc khuẩn nè, rồi lông đờm nữa mọi người. Nói chung là chỉ rất nhiều bệnh, chỉ về bệnh mắt thì cảm lạnh, bị sốt, đùm đùm cái lá chứ. Nhưng mà mình thấy được là chị lông đờm với thằng ho với sắc khuẩn, sắc khuẩn được nó rất là tốt nha. Mình vừa cho nó ăn đây, nó ăn càng nhiều càng tốt nha mọi người. Nó ăn với gì với rau nó cũng được à, nó ăn sắc nhuyễn đây cho nó ăn này. Trộn nước ăn cho nó ăn. Nó mới thường nó mới là vậy đó. Cái chuột bài chuồng kia nó kêu dữ rồi. Bài chuồng này ăn rồi bài chuồng kia nó đói gì đó. Nó đẻ đẻ quá nó kêu dữ quá mọi người. Tới mùa hè mà cái này còn kêu thôi cho nó có nhiều cách mà mọi người cho nó ăn lắm. Xay nhuyễn cũng được, ý nước cho nó ăn cũng được, trộn thức ăn cho nó ăn được. Rồi có mọi người nhớ cho nó ăn nha, có nhiều nhớ cho nó ăn. Chung cây này cũng dễ trồng mọi người, có nước nó sống, ẩm ẩm nó sống. Cũng chanh toàn là ăn cây này cũng phải như cây này đâu mà. Nhiều loại cây, nhiều loại rau nên cho nó ăn, nào dư mình cho nó ăn mà. Gà nó tập nó ăn à, còn nó ăn được sắc nhuyễn xay nhuyễn cho nó ăn thôi, rất là dễ. Cái này nó không ăn gì chứ mình xay nhuyễn ra là nó ăn đó. Xay nhuyễn ra mình trộn thức ăn cái mình để miếng nước vô ăn thuốc, những cây khó ăn cũng ăn dễ dàng. Cho nên mọi người nha, nhớ chú ý nha, phải cho gà ăn cái cây gia vị này. Một cây gia vị có thể trị ho, sắc khuẩn đường họng, lông đờm, hạ sốt cho gà một cách tốt nhất, tuyệt vời nhất đó. Và mọi người cho nó ăn một tuần hai lần, ít nhất một tuần một lần cũng được, tuần lần nếu mà có nhiều cho nó ăn hai ba lần, hai ba buổi gì đó cho nó ăn. Nó tốt rồi mọi người, sức tốt. Chứ giờ chân nuôi cái gì cũng tốn tiền hết trơn, mua thuốc cũng tốn tiền nè, mua kháng sinh cũng tốn tiền nè, mua thức ăn cũng tốn tiền nè, đầu tư chuồng trại cũng tốn tiền nè. Nói chung cái gì cũng tốn tiền, mình tận dụng được cái nào tiết kiệm được, cái nào tối đó mình cho nó ăn cái này, mình tiết kiệm được tiền mua kháng sinh, tiền mua thuốc lông đờm, tiền mua kháng sinh mà trị bà ho đó, thì mua lông đờm, loại bỏ lông đờm mọi người, thuốc bổ trợ, rồi tiền mua Paracet để hạ sốt gà. Nói chung là nhiều tiền lắm. Có những loại cây này, những cây có đặc tính này, có tinh dầu này mà người cho nó ăn một cách là tuyệt vời luôn đó. Cho nên mọi người nhớ nha, sát khuẩn nè, gà bị đường, nhất là khi ăn uống cái hô hấp con gà nó bị cái đường khuẩn lắm, rồi khi nhiễm khuẩn lắm, mình cho nó ăn thường xuyên, phòng thường xuyên thì nó sẽ không bị đó. Nên mọi người cho nó ăn thường xuyên. Rồi con gà nó bị đờm lắm, cho nên phải cho nó ăn cái này để nó phòng đờm, nó hạn chế lờm lọ bỏ đờm trong miệng nó ra. Cái đờm hay gì chứ nguy hiểm đó mọi người, nó giúp cho nó làm cho con gà nghẹt thở đó. Gà mà càng lên đờm là càng nghẹt thở, thì sốt nữa, sốt tất cả loại bệnh. Mà mọi người kìm được cái hàng sốt xuống, kìm được cái nóng cơ thể của con gà xuống là mọi người nó cứ bị bệnh. Con gà bệnh là nó sẽ sốt. Sốt là mình đưa kháng sinh vô thì nó không có tốt mọi người. Đưa kháng sinh vô thì nó làm cho con gà nó mất tác dụng cái kháng sinh đó. Nóng quá là đâu kháng sinh là chịu nổi rồi. Đó cho nên ăn cái này hạ sốt, bị bệnh là mình phải hạ sốt trước mình mới bị trị bệnh được. Mà cái cây này nó phải tính là hạ sốt chứ. Hạ sốt. Hay á, có tài tinh đó. Cho nên mọi người nhớ cho gà ăn cái này thường xuyên. Ăn như bộ rau, ăn phòng bệnh, ăn tuần 2-3 ngày cũng được. Ok, có cho anh ăn. Rồi những cây liên quan như là
cái sả nè, cái hành nè cũng được luôn. Nói chung cái gia vị mà nó có tính cay, à, tính cay, cái mùi chanh đồ đó, cây đó, đó rất hay mà. Thì sốt, sốt hay trái chanh đồ cũng được, ok luôn. Và đừng bỏ những cái thứ đó, những cái thứ phụ phẩm trong nông nghiệp, đừng bỏ những cái thứ mà bây giờ người ta đã tìm ra đó, người ta đã tận dụng những cây này, người ta không bỏ như xưa nữa. Đó. Cái video mình kết thúc, mọi người chúc mọi người có một ngày làm việc vui vẻ và thành công nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để mình ra những video mới hay hơn, hữu ích hơn về chăn nuôi, về những cái loại rau, những cái loại trái cây, những loại gia vị, những loại phụ phẩm trong nông nghiệp, dùng gà nó dùng cách dùng như thế nào. Bye bye mọi người.